à, mình đang mãi lo nghe bài nhạc, mình đang mãi lo nghe cái bài nhạc mới ra của nhóm Blackpink, hoặc là tôi đang mãi xem tin tức gì đó cho nên tôi không nghe thấy bạn gọi. Đó là cái kiểu đó đó. Người ta sẽ sử dụng ngữ pháp này. Mình cứ nhớ như vậy thôi, có nghĩa là với một là các bạn lo làm cái hành động đó, hoặc các bạn đắm chìm trong cái hành động đó, cho nên với hai, nhớ ha, mà cái với hai đương nhiên nó sẽ là tiêu cực rồi. Chốt lại cái trường hợp của ngữ pháp nha, nhắc lại ha, các cái ví dụ của các cái ngữ pháp bây giờ mình phải nhớ chốt trong đầu của mình là cái trường hợp đi, cái trường hợp đi, và mình sẽ nhớ được à, nhớ cái ví dụ của cái trường hợp ngữ pháp đó. Chứ giờ càng lúc càng nhiều ngữ pháp rồi nha, mình nhớ chi tiết quá đôi khi mình nhớ không được, thì nhớ đúng có một cái trường hợp thôi. Phần luyện tập cái này không có cho từ, chúng ta sẽ tự xem trong cái gợi ý của câu hỏi người ta nêu trước, sau đó mình tự thành lập ha, tự thêm vào cái cụm mà có đi với Nudaco. Trang 95 làm luôn nha mọi người. Về nhà làm và gửi luôn. Rồi mai vô sớm nha mọi người ơi, mai bữa cuối vô sớm chút nha. Mình học xong bài chính là mình sẽ nói tới cái phần mà ôn tập ấy, ôn tập kiểm tra.